Hoàng Hà Mobile, thủ cụ đổi mới toàn bộ sản phẩm công nghệ. Điện thoại, màn hình, laptop được trợ giá lên tới 3 triệu đồng. Với chính sách 3-0, không mất thời gian, không rủi ro giao dịch, không lo phụ phí. Quét ngay mã QR để biết thêm thông tin chi tiết. Chào các bạn, gần đây trong cuộc chiến tranh Ukraine, không ai có thể phủ nhận những thành công rất lớn của Nga. Họ đã chiếm được nhiều đất hơn, đẩy lui quân Ukraine, phá hủy nhiều công trình hạ tầng năng lượng. Ngược lại, trước khi được tiếp tế từ gói viện trợ mới nhất của Mỹ, thì Ukraine đang trong tình trạng thiếu thốn cả vật chất lẫn tinh thần. Họ chỉ có một số lượng bom đạn đủ để phòng vệ nếu bị Nga tấn công, chứ không còn tự tin đánh mạnh Nga như trước. Thế nên, trường hợp Ukraine thua trong cuộc chiến này là điều hoàn toàn có thể xảy ra, nhất là khi mà Mỹ còn chưa bơm thêm viện trợ. Vậy câu hỏi đặt ra là, nếu Ukraine thua trận thì chuyện gì sẽ xảy ra, mọi thứ sẽ thay đổi như thế nào? Như các bạn đã biết, đây là câu hỏi rất khó trả lời. Mà nói thẳng ra thì chẳng ai có thể khẳng định chính xác được chuyện gì sẽ xảy ra. Từ chuyên gia quân sự đến cả Tổng thống Nga hay Mỹ, những người nắm quyền quyết định những vấn đề lớn của thế giới trong tay. Thế nhưng, mình đã tham khảo rất nhiều nguồn, từ những bình luận của những học giả đến quan điểm của những người dân bình thường, thì mình thấy mọi chuyện có thể đi theo những hướng như sau. Thứ nhất, phải làm rõ tình trạng thua của Ukraine ở đây là gì. Trường hợp đầu tiên là nếu Ukraine chấp nhận thỏa thuận nhượng bộ với Nga, có thể là họ sẽ phải cắt một phần lãnh thổ của mình, ít nhất là gồm các tỉnh ly khai mà Nga đã công nhận sự độc lập của họ. Tiếp theo, có thể Ukraine còn phải cắt thêm một vài tỉnh thân Nga nữa. Những tỉnh này sau đó sẽ được sáp nhập vào Nga và Nga rút quân. Bên cạnh đó, chắc chắn Ukraine cũng phải cam kết sẽ không gia nhập NATO. Vì chính việc mong muốn gia nhập NATO là nguyên nhân hàng đầu khiến Nga đưa quân đánh Ukraine. Cho nên Ukraine phải đảm bảo không vào NATO thì Nga mới chấp nhận. Và nếu tình huống này xảy ra thì cái đầu tiên chắc chắn sẽ xảy đến. Đó là sẽ có một cuộc di cư lớn cho nội bộ Ukraine. Trong đó những người dân không thích Nga thân với phương Tây ở vùng lãnh thổ mà Ukraine đã cắt cho Nga thì chắc chắn họ sẽ phải bỏ chạy sang vùng đất khác, nơi mà ít có sự can thiệp của Nga. Tiếp theo là điều không chắc chắn lắm, đó là việc Ukraine sẽ xảy ra nhiều bất ổn bởi vì có một bộ phận lớn người dân căm phẫn khi Ukraine bị mất đất, trong khi một bộ phận khác thì lại ủng hộ Nga. Hai phe này mâu thuẫn với nhau, nếu có thêm sự tác động từ bên ngoài thì việc nội chiến là hoàn toàn có thể xảy ra. Thế còn trường hợp thứ hai là nếu Nga chiếm được toàn bộ các mục tiêu quan trọng bao gồm cả thủ đô của Ukraine, quân Ukraine hoàn toàn bại trận, thì sau đó là Nga sẽ chiếm toàn bộ đất nước Ukraine. Nếu điều này xảy ra thì cái đầu tiên là châu Âu sẽ gặp một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng về người tị nạn. Hàng triệu người Nga sẽ bỏ trốn khỏi đất nước. Các quốc gia láng giềng của Ukraine sẽ phải đối mặt với hàng loạt vấn đề về an sinh xã hội cho người vô gia cư, người tị nạn. Nếu Nga chiếm được Ukraine mà xảy ra tình trạng bắt và xử tử thì dòng người tị nạn sẽ còn kinh khủng hơn rất nhiều. Điều này có khả năng xảy ra hay không, chúng ta không chắc chắn. Nhưng theo góc nhìn của các nhà sử học phương Tây, mình phải nói rõ là của phương Tây để các bạn có đánh giá thông tin cho phù hợp với quan điểm của bản thân. Thì vào đầu Thế chiến thứ hai, Nga đã xử hàng chục nghìn sĩ quan và giới tinh hoa Ba Lan sau khi xâm chiếm miền đông của Ba Lan. Tiếp nữa là hàng nghìn, nếu không muốn nói là hàng triệu người Ukraine đã bị đưa đến Gulag dưới sự cai trị của Liên Xô và ước tính khoảng 4,5 triệu người đã chết đói tại đây. Vậy nên, nếu là người Ukraine bị Nga chiếm đất nước, thì không chắc là dưới quyền của ông Putin, Nga sẽ làm gì những người Ukraine. Nhưng mà khả năng cao là những người Ukraine sẽ sợ và bỏ chạy từ trước. Tiếp nữa là Nga có thể sẽ đe dọa an ninh của quốc gia kề cạnh Ukraine. Hầu hết các quốc gia này đều là thành viên của NATO và một số người cho rằng Nga sẽ không tấn công các quốc gia NATO do có khả năng toàn bộ khối liên minh sẽ đáp trả. Tuy nhiên, nếu ông Trump đắc cử và vì lý do nào đó Mỹ lại rút khỏi NATO thì cam kết tại điều 5 trong hiệp ước NATO có thể sẽ không có tác dụng. Nếu một quốc gia NATO bị tấn công mà không có Mỹ bảo kê thì không chắc là các quốc gia còn lại có dám tham chiến để bảo vệ khối NATO của mình hay không. Nhưng cứ coi như là NATO vẫn vững chắc thì có một quốc gia không phải thành viên của NATO sẽ gặp rủi ro lớn nhất, đó là Moldova. Nga hoàn toàn có thể tấn công quốc gia này bởi ngay từ năm 1992, Nga đã ủng hộ phong trào ly khai tại đây. Nếu chiếm được Ukraine thì việc chiếm luôn Moldova là một điều quá dễ dàng đối với Nga. Còn nếu là thành viên của NATO thì có Estonia, Latvia và Litva. Đây là những quốc gia NATO đã từng là một phần của khối Liên Xô, vậy nên khả năng họ bị Nga tấn công sẽ cao hơn các quốc gia khác.
vì ông Putin có thể muốn đưa ba quốc gia này quay trở lại gia đình Liên Xô. Và ba quốc gia này thì quá nhỏ để tự vệ. Nếu NATO không bảo vệ thì ba quốc gia này không nên phản kháng làm gì cho tốn nhân mạng. Thêm Ba Lan, quốc gia này cũng từng là một phần của đế quốc Nga cho đến Thế chiến thứ nhất, vậy nên có lẽ họ cũng là mục tiêu của ông Putin. Đó là những gì xảy ra tại châu Âu nếu Nga thắng, nhưng mọi chuyện có thể sẽ không chỉ dừng lại như vậy mà thế giới sẽ thay đổi. Thứ nhất, như đã nói ở trên, nếu NATO còn vững mạnh thì không sao, nhưng nếu NATO tàn vỡ thì châu Âu sẽ chẳng khác gì Trung Đông, lại thêm một cái chảo lửa mới. Và cuộc chiến giữa Nga và các nước châu Âu rất có thể sẽ xảy ra, bởi khi không còn liên minh thì một quốc gia châu Âu sẽ khó là đối thủ của Nga. Lúc này thì Nga lại có thêm cả Ukraine vào rồi. Tiếp theo, như các bạn đang thấy, vài chục năm gần đây, Mỹ đóng vai trò là siêu cường kiểm soát trật tự thế giới. Nên hầu như quốc gia nào làm gì muốn đánh ai đều phải nhìn mặt Mỹ. Mỹ mà không can dự thì mới đánh, còn cố tình đánh mà để Mỹ cấm vận với ra tay thì có đánh cũng rất mệt, thậm chí có thắng cũng thiệt hại còn hơn lúc chưa đánh. Nhưng nếu bây giờ cả Mỹ và Liên minh châu Âu cũng không bảo vệ nổi Ukraine, để Ukraine thua thì uy tín của Mỹ sẽ bị giảm nghiêm trọng. Giống như một ông trùm giang hồ có thằng em ra đường bị người ta bắt nạt mà không bảo vệ được, thì đương nhiên là sẽ có thêm nhiều thằng em khác cũng bị đánh, vì họ biết ông trùm này không làm được gì cả. Nga đã đánh Ukraine thì không có cớ gì họ không dám đánh thêm vài nước nữa. Trung Quốc thấy Nga thắng ở Ukraine, Mỹ không bảo vệ nổi Ukraine thì cớ gì mà bảo vệ nổi Đài Loan. Và ai biết đâu đã chiếm được Đài Loan rồi thì Trung Quốc lại không ngần ngại chiếm luôn vài nước xung quanh, và Biển Đông biết đâu cũng vào danh sách mục tiêu lý tưởng cho Trung Quốc. Mà với viễn cảnh này thì chiến tranh thế giới thứ ba biết đâu lại cũng xảy ra, khi mà những nước lâu nay được Mỹ cam kết bảo vệ giờ bị tấn công hết cả. Mà khi nhiều nước phe Mỹ bị đánh thì các quốc gia lâu nay vốn kiêng nể Mỹ như là Iran, Triều Tiên lại cũng thấy đúng là giờ vàng đã điểm, lại cũng nổi lên để giải quyết kẻ thù của mình, và biết đâu còn đánh luôn cả Mỹ. Điều đó mà xảy ra thì rõ ràng là thế chiến thứ ba rồi. Cho nên Mỹ không thể nào từ bỏ Ukraine được. Nếu họ để Ukraine thua trận thì không chỉ là việc họ giảm uy quyền, mà còn là việc trật tự thế giới chắc chắn thay đổi. Mà khi trật tự thế giới đã thay đổi rồi thì Mỹ không còn là mạnh nhất, Trung Quốc hoặc Nga vươn lên thì Mỹ cũng không bảo vệ được nền kinh tế của họ. Ví dụ như đồng đô la sẽ sụp đổ, kinh tế Mỹ suy thoái, rồi Mỹ không có khả năng cấm vận các nước khác, thì việc cạnh tranh vi phạm bản quyền sẽ khiến các công ty công nghệ của Mỹ cũng đi theo. Chỉ cần tính chuyện Mỹ không cấm vận được Trung Quốc cho việc mua máy quang khắc hiện đại để sản xuất chip dưới 5 nanomet thì Trung Quốc sẽ như hổ mọc thêm cánh. Cho nên Mỹ phải bằng mọi cách hỗ trợ cho Ukraine. Hoặc nếu như có muốn để Ukraine thua trận thì Mỹ cũng phải tìm một cách thua sao cho họ vẫn giữ được vị thế của mình. Ít nhất là không để cho bất kỳ quốc gia nào nghĩ rằng Mỹ yếu nên không bảo vệ được cho người anh em của họ. Còn nếu Ukraine thua thảm hại thì khả năng Đài Loan cũng ra đi, Biển Đông cũng vào tay Trung Quốc. Các bạn nghĩ như thế nào? Hãy cùng thảo luận nhé. Các bạn đã xem video, xin chào và hẹn gặp lại.